chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, thể dục thể thao nhằm nâng cao thể lực, rèn luyện sức khỏe dẻo dai, giúp tăng sức đề kháng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng trước khi thực hiện các động tác của môn thể thao mình yêu thích, ta phải trải qua bài tập đầu tiên, đó là bài khởi động. Chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của video ngay sau đây. Thứ nhất, lợi ích của bài khởi động. Trong khi khởi động, nhiệt độ bên trong các cơ tăng lên, cơ vừa được co bóp mạnh mẽ mà cũng vừa được thư giãn. Các hiện tượng như căng cơ dẫn đến các chấn thương không đáng có cũng được đẩy lùi rõ rệt. Không chỉ các cơ bắp được khởi động, mà các khớp cũng được bôi trơn, cử động dễ dàng hơn trước khi bắt đầu chơi chính thức. Tăng nhiệt độ toàn cơ thể, nhiệt độ cơ thể được tăng lên làm tăng độ đàn hồi cơ bắp, từ đó tỷ lệ căng cơ hay chuột rút giảm đi trông thấy. Tăng nhiệt độ của máu, nhiệt độ của máu tăng lên khi máu chạy qua các cơ. Hơn nữa, điều này cũng khiến cho một lượng lớn oxy trong mạch máu giúp cho các cơ bắp làm việc hiệu quả hơn. Hơn nữa, việc khởi động giúp tăng lưu lượng máu truyền đi khắp cơ thể. Điều này làm giảm đi các kháng thể trong máu và giảm cả sức ép dành cho tim của bạn nữa. Cải thiện cơ chế làm mát hiệu quả. Khởi động đúng cách sẽ kích hoạt các cơ chế tản nhiệt trong cơ thể. Bạn sẽ không hề cảm thấy nóng bức đột ngột đến khó chịu khi bắt đầu thi đấu hay tập luyện căng thẳng chút nào. Khởi động còn là thời gian tốt nhất để bạn chuẩn bị một tinh thần thật tốt cho trận đấu căng thẳng sắp tới. Hãy tận dụng lúc này để thông thoáng đầu óc, tăng sự tập trung, kiểm tra lại những kỹ năng cá nhân cũng như chiến thuật đã được đề ra trước đó nhé. Thứ hai, các nguyên tắc khởi động không được quên. Bắt đầu với 10 đến 15 phút chạy nhẹ nhàng. Thời gian thích hợp nhất để bạn ép cơ chính là sau khi bạn đã khởi động làm nóng người. Nhiệt độ các cơ của bạn khi đó được tăng lên và cơ sẽ dễ vận động hơn với các mạch máu đang dễ dàng lưu thông trong từng búi cơ. Vì thế, hãy tập những bài thể dục aerobic nhẹ nhàng trước khi căng cơ. Ta nên nhớ rằng việc khởi động phải được thực hiện từ từ, lần lượt từng cơ, từng khớp một đấy. Thực hiện các kỹ thuật cơ bản ở môn thể thao của mình. Ví dụ, nếu môn của bạn là chạy điền kinh thì khởi động bằng việc jogging đi bộ nhanh là một ý tưởng không tồi. Đừng quên thêm vào các bước chạy khởi động này những đoạn bứt tốc để giúp mọi cơ bắp đều được khởi động đấy. Bài khởi động nên kết thúc trước trận đấu 5 đến 10 phút và sau đó đừng quên vẫn phải giữ ấm cơ thể sau khi khởi động. Bạn có thể mặc áo khoác, quấn khăn. Sau đây là video tôi ghi nhận được bài khởi động của thầy Huỳnh Chí Thức, giáo viên thể dục, trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáu, bảy,
thổi chiều. Ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Chúng ta xoay gối. Động tác xoay gối là có hai động tác xoay gối. Đầu tiên là cái động tác kiểm tác xoay gối rộng từ ngoài vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta khép chân lại, thực hiện động tác xoay gối hẹp từ trái sang phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác tiếp theo là cách chúng ta thực hiện tác hét ngang. Chân trái trước, chân trái một bước, rộng. Thực hiện hai tay đặt trên gối trái, ép 4 nhịp từ ở bên. 1, 2, 3, 4, đổi bên. 5, 6, 7, chuyển bên. 2, 2, 3, 4, đổi bên. 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là tác ép dọc. Chúng ta thực hiện sức chân trái dọc trước, hai tay đặt lên gối trước. Ok, 1, 2, 3, 4, đổi chiều. 5, 6, 7, 8, chuyển. 2, 2, 3, 4, đổi. 5, 6, 7, thôi. Rồi, vừa rồi là thầy đã hướng dẫn kênh hiện toàn bộ các khớp. Nội dung khởi động thứ hai là chúng ta thực hiện khởi động vận động tại chỗ. Thì chúng ta có các động tác như là chuyển nhỏ, nâng cơ đùi, quất chạm mông, đá lăn trước, đá lăn ngang. Các thầy tự thực hiện. Thầy chúng ta chuyển tại chỗ. Rồi, nâng cơ đùi up, 1, 2, 3, 4, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Đá lăn ngang. 2, 3, 4, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Bắt chạm mông, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 6, 7, đá lăn trước. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho toàn bộ cái bài động. Rồi, chúc các em học tập hiệu quả. Xin chào các bạn. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.